Xin chào tất cả các bạn, hôm nay ta tiếp tục với cái nội dung là Revit Template. Thì hôm trước thì mình có làm nội dung về ba cái gạch đầu dòng đầu tiên, đó là các cái tin chỉnh về Lightweight, Light Pattern and Light Style trong việc tạo Revit Template. Nội dung về xuất ra bản vẽ AutoCAD hay gọi là DWG Export thì mình đã làm clip ở trước đó rồi, nên các bạn có thể tìm lại cái nội dung này ở trên kênh của mình để các bạn có thể xem lại. Hôm nay mình qua cái gạch đầu dòng thứ sáu, đó là chúng ta tạo và quản lý view template như thế nào. Thì đối với lại các cái view template ở trong Revit, thì đối với lại những cái nội dung mình đã làm ở trên kênh của mình thì mình cũng đã làm khá là nhiều những cái nội dung về tinh chỉnh rồi, cho nên là trong clip này mình sẽ tập trung vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về các cái view template có ở trong một dự án, một cách cơ bản nó sẽ gồm những view template như thế nào. Và cái thứ hai là cái nội dung mà quan trọng nhất ở trong cái clip này, đó là cách để chúng ta có thể là sử dụng view template một cách đúng cách và tăng tốc độ xử lý trong cái dự án của các bạn như thế nào cho nó tốt. Và chúng ta đó là hai cái nội dung mà mình sẽ trao đổi ở trong cái clip này nhé. Thì trước khi đi vào trong hai nội dung này thì mình cũng có một cái thông báo nhỏ nhỏ với các bạn, đó là mình đang biên tập và chuẩn bị xuất bản một cái bộ video khóa học về Escape for Revit. Và bộ này thì nó sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là mình sẽ tách riêng ra, một phần thứ nhất là dành cho ngoại thất và phần thứ hai là cho nội thất. Mình xây dựng cái bộ video này trên tinh thần đó là thứ nhất là nhanh chóng để giúp cho các bạn có thể là vào, các bạn có thể học theo và các bạn có thể làm ra được các cái phối cảnh như mong muốn một cách nhanh chóng và đẹp. Cái thứ hai đó là ngoài cái chuyện nhanh và đẹp ra thì các bạn còn biết cách dùng Enscape ở trong Revit như thế nào để cái mô hình BIM của các bạn, cái mô hình công trình của bạn khi xây dựng trong Revit nó không bị các cái đối tượng của Enscape nó phá nát hoặc là nó làm rối cái mô hình triển khai kỹ thuật của bạn đi. Tại vì mục đích của chúng ta là dùng Revit để vẫn là dùng để triển khai các cái mô hình công trình và các cái phối cảnh thì nó sẽ dựa trên cái mô hình chính của chúng ta như thế. Thì đó là hai cái tiêu chí mà mình xây dựng cái bộ khóa học video liên quan đến Enscape, hai bộ bộ ngoại thất riêng và bộ nội thất riêng nhé. Thì trong vòng 10 ngày tới thì nó sẽ có bộ ngoại thất sẽ được xuất bản, và nếu như các bạn bạn nào mà đăng ký từ bây giờ thì mình có chừa sẵn 50 suất đăng ký đóng tiền đầu tiên thì mình sẽ giảm giá 50% cho 50 bạn đầu tiên đăng ký nhé. Còn sau đó thì mình sẽ trở lại cái khung giá như bình thường. Rồi, chúng ta đi vào trong cái nội dung chính của cái video lần này. Thì trong cái nội dung đầu tiên đó là về cái nội dung về các cái view template, thì như các bạn đã biết là khi chúng ta triển khai các cái dự án thì chúng ta mỗi cái view chúng ta sẽ có một cái template riêng. Ví dụ như ở đây mặt bằng thì chúng ta sẽ có view template mặt bằng riêng như thế này, và đối với những cái mặt đứng thì chúng ta sẽ có những cái view template mặt đứng riêng. Đây, chúng ta sẽ tinh chỉnh cái câu chuyện này ở trong mỗi dự án. Thì để tinh chỉnh được các cái view template như thế này thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái bản vẽ công trình hoàn chỉnh để chúng ta có thể là tinh chỉnh, có những cái tinh chỉnh theo cái thời gian. Và những cái template mà chúng ta đã tạo ra đấy thì nó được quản lý ở trong cái mục view, và chúng ta sẽ vào trong cái view template như thế này và chúng ta sẽ có cái phần manage view template. Khi chúng ta đi vào trong cái phần manage view template như thế này á, thì về mặt cơ bản một dự án sẽ có rất là nhiều view template tùy theo các cái view mà các bạn tạo ra. Thì và nó sẽ chia nhóm ra, về cái nhóm này sẽ chia nhóm ra những cái view template mà chúng ta sẽ tạo ra cho 3D view. Ví dụ như mình có tạo ra, đối với 3D view thì mình có tạo ra ba cái view template cơ bản, đó là phối cảnh chi tiết, phối cảnh dành cho các phối cảnh chi tiết của công trình, phối cảnh chung là dành cho phối cảnh tổng quan của toàn bộ công trình, và các cái phối cảnh tầng để mình thể hiện các mặt bằng tầng. Ví dụ như các bạn có thể thấy trong cái phần phối cảnh này, 3D view phối cảnh chung tầng 1 này, các bạn có thể thấy là mình có view template riêng để mình chỉnh những cái câu chuyện về đường nét, về hiển thị như thế nào cho nó sạch sẽ nhất có thể. Hoặc là ví dụ như phối cảnh chung nó mình có view template để mình chỉnh về ánh sáng, về bóng đổ, về các cái chi tiết đầy đủ. Thì đó đó là những cái view template. Với về view template các cái hạng mục khác ở đây thì mỗi cái thì sẽ có, ví dụ mặt bằng trần chúng ta sẽ có, rồi mặt đứng, mặt cắt, rồi chúng ta sẽ có cái ngay cả những cái template dành cho schedule cũng cũng có sẵn. Thì các bạn những cái template này để các bạn sửa soạn cho một cái dự án của bạn thì chúng ta sẽ dựa trên một cái dự án mà mô hình chuẩn mà các bạn đang vẽ, và các bạn sẽ
chỉnh sửa tạo nên các template ở trên cái dự án các bạn đang vẽ thì nó có mô hình công trình nó sẽ tốt hơn. Thì sau khi mà các bạn đã tạo ra những cái template hoàn chỉnh như thế này rồi ấy, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái template của chúng ta đang tạo từ hôm trước, và chúng ta sẽ dùng cái công cụ đó là Manage, và chúng ta sẽ transfer cái project standard sang cái dự án của chúng ta, và chúng ta sẽ chọn là check none. Thì trong trường hợp các bạn đang bắt đầu xử lý về template thì chúng ta sẽ tìm đến cái mục view template và chúng ta chuyển qua, ví dụ view template. Và cái thứ hai thì cái view template thì thường nó sẽ đi kèm thêm một cái chi tiết nữa là các cái bộ lọc, các cái filter mà chúng ta sử dụng vào trong một cái dự án. Thì chúng ta sẽ dùng hai cái này, chúng ta transfer từ cái file này và chúng ta sẽ transfer sang cái dự án của chúng ta, và những cái chi tiết nào mà nó override, tức là nó trùng lập với lại cái những cái đang trong view template chúng ta đang chỉnh, thì chúng ta sẽ chọn là override để chúng ta lấy cái từ bên dự án chuẩn chúng ta đưa sang bên đây. Thì đây là những cái mà ai cũng biết, những cái thao tác như vừa rồi là thao tác cơ bản ai cũng biết, và nếu như các bạn đã theo dõi kênh của mình từ rất lâu rồi, qua các nội dung mình chia sẻ, thì đến cái chỗ này thì chúng ta đều đều biết cả cái thao tác như này hết. Bây giờ kế đến đó là một cái thao tác nữa để giúp cho các bạn có thể là xây dựng cái template nó ổn và chúng ta dùng nó nhanh, đó là khi chúng ta tạo ra có các view template rồi, chúng ta sẽ vào menu view. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo tiếp sử dụng các cái công cụ đây để chúng ta tạo ra những cái view mà nó có sẵn template luôn, để chúng ta khi chúng ta trình bày hồ sơ chúng ta không cần phải đi chỉnh lại template nữa. Đó là cái thao tác mình muốn nhấn mạnh ở trong cái clip lần này, đó là đây là cái thao tác số 2 trong hai cái nội dung mà mình nói từ đầu clip nha mọi người. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái mặt cắt, thì bình thường chúng ta sẽ tạo mặt cắt bằng section, building section như thế này. Thì đây là cái mặt cắt mặc định, các cái mặt cắt mặc định của Revit. Thì khi trước khi chúng ta tạo mặt cắt thì chúng ta cũng có thể là edit, vì mặt cắt nó cũng là một cái dạng đối tượng đấy, và chúng ta sẽ tạo ra sẵn. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có A cộng A và mình sẽ viết là mặt cắt chung, tức là mặt cắt toàn công trình đấy, chúng ta sẽ đặt là mặt cắt chung. Rồi ok, thì trong cái A cộng A mặt cắt chung này, về phần view template mình có thể là mình bắt đầu mình có thể là lựa chọn các cái view template của mặt cắt. Ví dụ ở đây mình đã transfer sang từ dự án kia sang, mình có cái mặt cắt tổng quan mình áp vào đây luôn, mình bấm ok. Như vậy thì khi mà mình dùng cái mặt cắt A cộng A mặt cắt chung như thế này mà mình tạo ra, ví dụ như đây mình sẽ tạo ra một cái vết cắt, thì cái vết cắt này nó sẽ tạo ra một cái view, và cái view này nó có sẵn cái template là mặt cắt tổng quan cho chúng ta luôn, và các bạn không cần phải chỉnh gì thêm nữa tại vì nó có sẵn. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho tất cả những cái view mà chúng ta có thể có. Ví dụ như ngoài cái mặt cắt tổng quan này, chúng ta còn có cái mặt cắt chi tiết. Ví dụ như thế này, chúng ta lại edit type và chúng ta lại duplicate lên. Ngoài mặt cắt chung thì chúng ta còn có mặt cắt chi tiết. Hoặc là mọi người có thể là đặt ra những cái mặt cắt, ví dụ như là mặt cắt 1/5, mặt cắt một chi tiết 1/5, chi tiết 1/10 đó, thì chúng ta sẽ có cái phần ở trong cái template này chúng ta cũng sẽ thay đổi, ví dụ như mặt cắt chi tiết đó, chẳng hạn như vậy ha. Và trong cái quản lý về mặt cắt và các cái view này thì mọi người lưu ý ở trong cái template của nó còn có một cái chỉ số, đó là cái chỉ số hiển thị ở trong một cái chỉ số hiển thị cái ký hiệu ở trong cái phần các cái tỷ lệ bản vẽ khác nhau. Thì mọi người lưu ý nha, chúng ta có thể là chia ra các cái mặt cắt của các cái tỷ lệ khác nhau, chúng ta sẽ tạo sẵn theo những cái kịch bản với những công trình mà mọi người đã làm, và chúng ta sẽ có ví dụ đây là mặt cắt chi tiết. Thì khi mà đi vào dự án thì mọi người chỉ cần tạo, lúc nào cần mặt cắt chung thì chúng ta sẽ có mặt cắt chung, có template, có khi nào cần mặt cắt chi tiết thì chúng ta sẽ có mặt cắt chi tiết, tương tự như thế nhé. Mọi người cứ làm tương tự như thế. Ví dụ như chúng ta cần cái elevation, elevation thì ở trong Revit nó cũng cung cấp cho mọi người hai cái elevation, là building elevation và interior elevation. Ví dụ chúng ta có thể là edit type và chúng ta cũng thể duplicate lên a cộng a, và chúng ta sẽ là đặt đây là mặt đứng chung, và chúng ta cũng sẽ đưa cái template mặt đứng chung vào, chúng ta để sẵn ví dụ đây mặt đứng tổng quan nha, chúng ta bấm ok. Thế như vậy thì lúc sau mọi người chỉ cần tạo ra cái elevation mặt đứng chung thì tất cả mọi thứ nó có sẵn cho mọi người. Và chúng ta sẽ làm tương tự với tất cả những cái view và kể cả những cái schedule ở đây. Thì đây là cái cách để các bạn có thể quản lý và tạo ra được những cái view nó có sẵn các cái template cho mọi người để chúng ta lưu vào trong cái template của dự án của chúng ta. Và như cái hôm trước,
clip hôm trước mình có nói với mọi người đó, tức là chúng ta sẽ để cho tránh tình trạng là có nhiều đối tượng rác ở bên trong cái một cái dự án chúng ta đã vẽ hoàn chỉnh này, nên chúng ta sẽ không có lấy một cái dự án hoàn chỉnh như thế này và đem đi xóa những thành phần này đi để tạo thành một cái view template, mà chúng ta sẽ lựa chọn cái câu chuyện là transfer dần dần những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí chúng ta đã xử lý ở trong một cái dự án này sang một cái file template là RTE, và chúng ta sẽ lưu thành một template riêng. Như vậy thì khi mọi người bắt đầu một dự án mới thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái template này của mọi người nha. Thì đó là những cái nội dung mình trao đổi ở trong cái clip lần này liên quan đến việc là lưu trữ, tạo, lưu trữ và sử dụng view template như thế nào cho nó hợp lý ở trong Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip chia sẻ kiến thức sau. Rất vui nếu như các bạn like, share, comment và chia sẻ các cái nội dung của mình đến với cộng đồng, đồng nghiệp và bạn bè của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.